có sức bài này đông luôn nè mọi người, bài này cũng đông nữa nè. Thì mình mới vừa xử lý mấy cái hồ cá này xong, chủ yếu là hút cạn lại trong nước mới thôi. Hồ cá đông quá cho nên là mau vô nước lắm mọi người. Ha, chú ý mấy cái này để với lại là chắc mình sẽ ưu tiên thả hai bài này xuống hồ lớn trước do quá đông. Để lâu ở trên thì cũng hơi dở, cá ăn cũng tương đối là cứng rồi. Bữa nay thì mình có xử lý hai cái hồ kính ở ngoài góc nuôi cá ngoài trời đó, dự định sẽ xuống được hai bài cá con đó. Nhưng mà chưa biết sẽ xuống bài nào, chắc sẽ xuống hai bài cá đông trước. Thì sáng nay mình có thu hoạch được một bài phun rết con để mình dẫn mọi người đi xem. Mà trước khi đi xem phun rết con mình dẫn bạn đi xem cái này hả. Nào mọi người, hôm nay thì có thể nói là bội thu nha. Một con ha, à, đúng không, ngay góc đó mọi người, một con rồi. Hai con, ba con. Ủa sáng giờ có ba con hả? Mới nãy giờ hồi sáng mình dậy là mình đã đi kiểm tra sớm, bốn con nha mọi người. Mình đi kiểm tra sớm rồi thì mình phát hiện nó đẻ được hai con. Thì sau đó mình mới đi xử lý hồ ngoài kia. Bây giờ mình dạo lại mình thăm ra được mấy con ABGGO nha, đang đẻ luôn mọi người. Mấy bữa nay mình bắt gặp cá đẻ thường lắm à, với lại dạo gần đây các bạn thấy 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9, 10 11 11 đợi cá con à, mình khó đợi cá con á. Vấn đề trước mắt hiện tại của mình đó là mình sẽ phải kiếm chỗ mình xuống hết mấy cái bài này. Thời tiết kém mà đàn cá con càng đông thì càng dễ đi định, cho nên là sẽ phải xuống hồ lớn sớm chút. Cá ăn cứng là mình sẽ xuống. Rồi ra ngoài nha mọi người. Đây có nuôi cá của mình nè, mình đang ngâm lo cho hai cái hồ này nè, trắng luôn rồi nè mọi người thấy không, nước lên tảo xanh mà mình ngâm là trắng rồi liền ha, chất sát khuẩn cực mạnh. Mà đây cũng là chất xử lý chuồng trại trong chăn nuôi nha các bạn, chứ đảm bảo an toàn khá là cao khi mà bạn xử lý. Nói chung với nó là chất độc hại cực kỳ độc, chứ không phải là mình nói đảm bảo an toàn, an toàn sau khi xử lý cái chuồng thôi, còn đang xử lý là nó khá là độc. Cho nên là mọi người phải đảm bảo là phải vớt cá ra khỏi hồ hết mọi người mới dùng được nha, không phải là mấy con cá còn lại trong hồ sẽ đi theo ông bà hết đó. À, và thêm một cái nữa là khi mà xả hồ là phải xả phải sạch nha, xả không sạch là các bạn thả cá vô lạng hoạn cá của mọi người sẽ bị sốc luôn ha. À, mà cá bảy màu hô mà sốc lo cá rồi hầu như là đi hết, không có cứu được, tại vì rất là nhanh bắt thôi đó. Được hai hồ đây, bay bảy phương lết con của mình nè. À, quên, sẵn đây mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người về cái quy trình set up hồ cá của mình cho mọi người tham khảo luôn nha. Mình là set up hồ cá đơn giản lắm, không có tốn gì hết trơn á, chỉ có tốn tiền lo về để ngâm hồ thôi, do hồ của mình đã từng nuôi cá rồi. Chắc cũng tầm hơn khoảng 30-40 con rồi đó mọi người. Mới vừa rớt ra luôn á, mới vừa thu hoạch hồi sáng này. Đấy. Thì cái này mọi người, thuốc này mọi người có thể ra thuốc đi mọi người mua. Hình như 1 ký nửa ký, 1 ký là tầm khoảng 90k, 200k rồi đó hả. Đó, xài cả năm luôn á, cả năm xài không hết. Đâu phải ngày nào cũng dùng đâu mà mau hết đúng không. Thì lâu lâu mới dùng lần mà. Đó, sau khi ngâm như vậy thì tùy theo hồ mà mình sẽ có thời gian ngâm khác nhau nha. Thì nếu mà cái hồ cá của mình trong quá trình nuôi cá mà có cá bệnh rồi sau đó mình trị hết rồi thì mình sẽ ngâm lâu, tầm khoảng 1 ngày tới 2 ngày, 24 tiếng tới 48 tiếng. Còn nếu mà cái hồ cá của mình trong quá trình nuôi cá mà cá khỏe mạnh thì mình sẽ ngâm mau lắm. Như sáng hôm nay ngâm thì chiều hôm nay mình xả được rồi, rồi mình châm nước mới vô, xả sạch rồi mình bắt đầu mình châm nước mới vô nha. Châm nước mới sau đó mình để tầm khoảng 2-3 ngày cho nước ổn định pH, ổn định vi sinh cái hả, rồi mình mới là thả cá. Thì trong quá trình đó thì đợi thôi mọi người, đợi thôi, mình không có làm gì thêm, không có chăm vi sinh gì thêm hết trơn á, mình chỉ đợi thôi. Có thể là ngắt miếng rong miếng bèo bỏ vô cho nó mau thôi. Mình thì khoái hệ vi sinh nội tại phát triển trong hồ hơn là tự nhiên phát triển thôi, chứ mình dùng mấy cái kia thì thấy tốn quá hao đúng không. Thành ra thôi thà đợi thời gian 2 ngày, với lại mình cảm thấy hệ vi sinh tự phát triển nó sẽ bền vững hơn cái hệ vi sinh mà mình tạo ra. Hệ vi sinh tạo ra cũng tương đối là dễ vỡ một chút, đâu phải con vi sinh nào các bạn chăm vô hồ nó cũng sẽ sống đâu ha. Đây bài này mình mới được thả vô ABS luôn nha, và mình set up cái hồ này cách đây 2 ngày đó. Rồi
Tiếp theo khi mà thả cá thì đầu tiên đó là mình sẽ hạ nó thấp tầm khoảng như đây, nếu mà cá con bự cái này thì mình để như đây nước hoặc là thấp hơn đó, do là ngoài này tại sao mình không dám để nó thấp quá, tại vì ngoài này của mình bị nắng, cái hồ này cũng bị nắng chiếu vô chắc cũng khoảng tiếng hai tiếng hồ đó. Mà để nước thấp rồi thì thôi rồi mấy con cá thành mấy con cá lột hết, cho nên là mình phải để cao một chút đó. Mình khuyên mọi người để nước thấp khi mà thả cá thì để tầm khoảng 5-7 cm thôi, và các bạn có thể sử dụng những loại thuốc dưỡng cá khi mà thả, nhưng mà mình bản thân mình thì mình không có sử dụng, mà ít lắm, đa số là mình chỉ thả cá sau nửa tiếng, mình quan sát sau nửa tiếng cá không bị sốc không gì hết thì mình sẽ cho chút xíu muối vô đó để ngừa bệnh thôi, không mình không có lạm dụng thuốc hay những cái loại thuốc mà dưỡng cá rồi chống tết rồi là mình ít dùng. Thì nói chung hệ vi sinh đã phát triển cân bằng ở trong hồ rồi, thì khi mà bạn cho bất kỳ cái loại thuốc nào vô cũng vậy, nó cũng đều sẽ phá vỡ vỡ hệ vi sinh của mọi người ít hoặc nhiều thôi ha. Những loại thuốc mà trị nấm bệnh rồi đưa vô là hầu như là phá vỡ hết đó, thành ra là khi mà bạn trị bệnh cho cá đó thì cái hồ của mọi người rất là mau đục, một phần là do cá tiết nhớt và đục nước, một phần là do hệ vi sinh bị hư đục nước đó. Bắt buộc mọi người khi mà trị bệnh đó, mọi người phải thay nước thường xuyên, là phải mỗi ngày là phải hút cạn trăm thuốc trăm nước lại, đúng không? Rồi còn những loại thuốc mà gì chống chết rồi các kiểu á thì mình cũng ít dùng lắm, bản thân mình không có dùng mấy loại đó, tại vì đối với mình thì nó cũng không cần thiết lắm. Đa số những loại đó là những loại thuốc như chống chết ăn cho chết rồi đó, thì đa số là công dụng của nó sẽ là giải độc nước, phòng trường hợp cá bị sốc bị ngộ độc nước à, đưa vô trong thành phần nước của mình có những cái thành phần khác biệt so với cá mới đem về đó, so với chỗ cũ của cá, thì nếu mà mấy con nhạy cảm á, có những thành phần mà kim loại nặng, ngộ độc kim loại nặng hay gì đó, nước nhiễm phèn nhiễm lo rồi đó đó, thì cá mới bị sốc. Còn nếu mà như mình trữ nước 2 ngày rồi thì hầu như là mấy cái đó nó sẽ lắng động hoặc là sẽ bay hơi hết, như lo nó sẽ bay hơi hết. Còn mấy cái kim loại nặng thì chắc chắn trong nước sẽ có, nhưng mà mình thấy nó cũng không ảnh hưởng gì tới cá nhiều ha, mình thấy nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, tại vì nước mình dùng trong sinh hoạt mà làm sao mà chứa mấy cái, không phải nó chứa thành phần phóng xạ sao, đúng không? Rồi không nên lạm dụng muối, cũng không nên lạm dụng thuốc quá nhiều. Thì muối thì mọi người biết, nếu mà các bạn dùng đúng dùng đủ thì sẽ rất là tốt. Nuôi cá mà lúc nào cũng sẽ cần phải có muối rồi. Cá mấy màu này một loại mà có thể các bạn dùng để dùng trong hồ cá thường xuyên mà nó rẻ tiền nhất trong các loại cá, những loại mà dùng để ngừa bệnh cá rồi đó. Nhưng mà dùng nhiều quá thì cá sẽ bị tụt chết ha. Rồi các bạn có thể là sử dụng tetanyl hoặc tetacilin để mọi người dưỡng cá mới cũng khá là tốt. Mình thấy là dưỡng để chống cá bị tuột nhớt là cũng hay đó, với lại sẵn mình tạo màu cho nước luôn. Khi mà thả cá mới thì mọi người có thể sử dụng nước, một là nước tảo nè, hai là nước lá bàn nè, để chống tét cho cá, hai cái đó là rất ổn. Và nuôi cá trong cái môi trường đó thì mình thấy cá phát triển khá là tốt ha, không nhất thiết phải dùng anti tét, không nhất thiết phải dùng mấy loại khác đâu đó. Tiếp theo thì một loại nữa là teta, các bạn pha loãng thôi, đừng có pha đậm, pha lấy màu nhạt rớt luôn á, hơi màu nhạt vàng nhạt nhẹ thôi đó. Nếu mà tetacilin này ban cà pha càng nhạt càng tốt, tại vì nước nó sẽ chuyển qua nâu đỏ. Còn nếu mà teta nhật á thì pha màu lợt nhất luôn cho mình, lợt rồi vàng nhạt thôi, để chủ yếu là để cản tầm nhìn của cá thôi, tạo màu cho nước cho cá nó đỡ bị chói mắt, đỡ bị choáng thôi. Chứ thật sự là như tây ta kháng sinh đưa vô thì đa số là trị mấy cái bệnh nội tại được, chứ mấy bệnh mà ban ngoài bề ngoài như là nấm bệnh đồ á thì nó chỉ ôn dưỡng vết thương tốt, dạng như là giúp cho vết thương mau lành là tốt, nhưng mà nó không nó, cái khả năng khắc sát khuẩn vết thương của nó thì vẫn có, tránh nhiễm trùng thì vẫn có, nhưng mà khả năng mà dạng như diệt nấm thì yếu ha đó. Còn mấy loại mà thuốc chống chết tổ thì đa số chỉ là giải độc, với lại chứa một phần chất sát khuẩn nhẹ để dưỡng vết thương cho cá rồi thôi.
mình thấy là vậy thôi. Không có dám đánh giá nhiều mấy cái đó, tại vì mình không có chuyên môn trong mấy cái đó, thành ra nhiều khi có nói sai đó, thành ra tầm bậy nữa đó. Còn những cái loại thuốc mà đặc trị nấm á, quên nữa, mình thấy nha, những cái loại thuốc mà chống chết cho cá thì hầu như là tác dụng trị bệnh rất là ít, rất là yếu. Nó không phải là thuốc đặc trị, không phải là thuốc đặc trị nấm bệnh cho cá, cho nên là mọi người dùng mấy loại thuốc đó mọi người trị bệnh cho cá thì mình thấy kết quả kém nha. Rồi, cái đó là cái quy trình sắp đóng hồ cá của mình. Thả cá vô thì quan sát tầm khoảng nửa tiếng hồ, cá không bị sốc, không bị gì hết thì mình cho chút xíu muối vậy thôi. Hoặc là đây nè, mình có vài trường hợp mình thả cá bằng tê nhật nè, tại vì thời tiết kém đó, rồi mình cũng có thả một hai bài cá con bằng tê nhật, nhưng mà mình pha rất là ngọt, các bạn thấy cái lượng mình pha nó hơi vàng vàng nhẹ, không có đậm nha. Và cá con cũng rất là tốt và hệ vi sinh cũng cân bằng đó, coi như pha nhập hệ vi sinh nó vẫn phát triển được, không sao hết, đừng có đánh liều đậm vô. Thuốc kháng sinh thì tất nhiên hô kháng sinh rồi là nó sẽ có công dụng là sát khuẩn, nhưng mà sát khuẩn tính nhẹ chứ không phải là sát khuẩn mạnh đó, nó không phải như mấy loại thuốc mà đặc trị nấm sát khuẩn mạnh đó. Như bài này mình cũng thả ban đầu bằng tê ta nè, cũng khá là tốt. Cá cũng rất là tung tăng và nước lên màu cũng rất là đẹp, mình khoái cái nước rồi. Thật sự nuôi cá trong cái môi trường nước này là mình cảm thấy mấy con cá của mình rất là khỏe. Nhưng mà không nên lạm dụng, tốt nhất là cái nước tảo, mà nước tảo màu này cái màu mà các bạn có thể chọt bàn tay vô, các bạn có thể thấy được chỉ tay, thì cái nước này các bạn nuôi cá thì cá rất ít là bị bệnh. Thật sự hơi rất ít bị bệnh, nước trong quá cũng không đẹp, nhưng mà nước tảo lên về là đẹp đó. Hoặc là các bạn có thể sử dụng nước lá bào đó, đó là những loại mà mình hay sử dụng để mình chống chết cho cá. Còn nói chuyện về thuốc trong quá trình trị bệnh cho cá ha, thì mình thấy nếu mà quá trình trị bệnh cho cá có hiệu quả tốt, thuốc trị bệnh cho cá có hiệu quả tốt thì đó, thì khi mà các bạn cho thuốc vô hồ thì sau 24 tiếng kể từ cái lúc các bạn cho thuốc thì kết quả tốt nhất là những con cá còn khỏe mạnh, không có bị bệnh, là đã chặn được cái quá trình lây lan của nấm bệnh đó. Đó là kết quả tốt và kéo dài tầm khoảng quá trình trị kéo dài tầm khoảng 3 ngày tới 4 ngày gì đó, tùy theo tình trạng của đàn cá. Miễn đánh vô trong vòng cho thuốc vô hồ trong vòng ngày đầu tiên mà bạn thấy cá mới không có lây thêm, chỉ có mấy con bệnh rồi, mấy con có bệnh thôi, thì từ từ nó sẽ hết ha. Với lại là cá với màu này nè, mình thấy cá còn ăn là còn trị được, khi mà cá bỏ ăn rồi thì hơi xui, 50-50 đó. Khi mà bị nấm bệnh mà bỏ ăn rồi thì khả năng trị hết bệnh 50-50, hên xui, có bày để vượt qua hết được, có bày thì chị không nói ha. Với lại thời gian trị bệnh cũng kéo dài hơn, ít nhất cũng tầm khoảng 2 ngày đó. Đó là cái kinh nghiệm nuôi cá của mình. Còn cái vấn đề mà mình cần phải giải quyết hiện tại là cái chỗ nuôi cá của mình cần phải mở rộng ra thêm rồi, để mình cũng đang đau đầu về cái vấn đề này nha mọi người. Thôi, bye bye, chào biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình từ nãy tới giờ.